Xin chào các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video của em các bác nhá. Lại là em đây, nhớ bác mà đạp xe đạp chân lực nó không có mệt các bác ạ. Muốn đốt cháy calo của bác bình thường các bác nhá. Đó, thì đây em đang chạy thử cho các bác một con xe đạp trợ lực của hãng Yamaha. Cái xe này thì được bán kèm theo xe khi các bác mua là một cục pin 12A và một cục pin 8,7A. Pin zin và sạc zin 100% các bác nhé. Pin chưa đóng và sạc còn là sạc nguyên theo một xe của nó là cái sạc dòng máy đời cao. Thì em cũng giải đáp thắc mắc của các bác một chút về vấn đề xe đạp trợ lực. Nó đạp thì gần như là nó không có phải như không đạp. Không phải đâu các bác nhá. Không có cái gì mà đạp mà như không đạp được các bác nhá. Mình phải đạp xe mới đi. Còn nếu không đạp thì xe nó sẽ không đi. Nhưng có điều thì nó cái thời cường lực, cường độ tập luyện của các bác ấy, nó sẽ giảm đi một chút. Nghĩa là mình sẽ đỡ bị mệt hơn, bị thở dốc hơn các bác nhá. Còn chứ không phải là không mệt. Thì hiện tại các bác nhìn đây là em đang chạy ở mức trung bình. Thì em có test chạy ở mức thấp nhất của nó. Mức thấp nhất của nó là em đạp từ trong nhà em đi ra đây 257 km, bây giờ ra tầm 261, tầm khoảng 4 km từ trong nhà em ra đây rồi. Thì em đang nói với các bác ấy, là em muốn nói được là câu được câu không. Nghĩa là nó cũng có câu không thành lời. Thì các bác hiểu rồi là nó có mệt hay không các bác nhá. Đó, các bác cứ thử đạp 1 km rồi lúc đó bác mới cảm nhận được là cái xe đạp này nó có tập thể dục thể thao được hay không các bác nhá. Chứ còn mới nhảy lên đi đạp có vài vòng để thử xe đấy, lượn tới lượn lui thì không thể ra được kết quả các bác nhá. Phải đi một quãng đường 1000 mét, xin lỗi các bác nhá, 1000 mét đấy, giống như một cây trố ấy, thì lúc đó các bác sẽ cảm nhận được là nó như thế nào. Còn nếu mà muốn tập luyện ở cái mức cường độ mạnh hơn thì các bác sẽ đưa cái điều khiển này xuống. Đây em sẽ chỉ các bác nhé, để cho bác biết. Đó, các bác sẽ đưa cái điều khiển này nó đi về số 1. Thì lúc đó các bác sẽ đạp là nó sẽ trợ lực rất là ít các bác nhé. Gần như là các bác đạp giống như bác đang đạp cái xe này. Đấy, nó chỉ nhẹ hơn một chút thôi. Đấy, cường độ trợ lực của nó rất là nhẹ mà. Đấy, mình đạp đi nó rất là chậm, kể cả mình còn dẫm chân mạnh đi chăng nữa nó rất là chậm. Đấy, nó không xe đạp, nó không đạp nhanh cho mình đâu các bác ha. Đấy, nên là cái xe này các bác đi thể dục thể thao đi làm ok hết các bác nhá. Đấy, ví dụ đi làm xe này thì là nó quá khỏe rồi các bác ạ. Đấy, đi trong đường phố đường xá không có bị cảnh chen lấn tắc đường các bác nhá. Nếu mà tắc đường thì con xe này nó có một cái lợi thế của nó nhỏ gọn nhẹ, cho mày lên trên vỉa hè đi luôn. Đó, con xe này thì sạc đầy của nó là nó sẽ chạy được tầm khoảng 70 đến 80 km các bác nhá, 7 đến 80 km. Đấy, nếu mà các bác chạy ở cái mức độ thấp nhất của nó. Còn mức ở trung bình thì nó chạy được khoảng từ 50 cho tới 60 km. Đấy, còn cái mức mà tiêu hao điện năng cao nhất của nó thì tốc độ xe cũng chạy nhanh nhất và nó trợ lực mạnh nhất. Nghĩa là bác chỉ cần nhậm chân nhẹ thôi là nó đã vào cái xe đi rồi. Thì cái mức đó tầm khoảng 40 cho tới 50 km. Đấy, với một cục pin 12A sạc đầy. Thì các bác hiểu một bài toán đơn giản là con này nếu mà khi sạc đầy thì cái quãng đường của các bác đi làm hàng ngày, ví dụ dưới 10 km hoặc là dưới 5 km, thì ít nhất là một tuần bác mới sạc một lần. Đấy là ít nhất các bác nhá, còn có thể lâu hơn. Đấy, còn con xe này thì là ở, bác nhìn thấy ở phía trước không, nó có một cái phục nhún bằng gọi như là giảm chấn giảm tốc đó. Khi mà các bác vào ổ gà ở phía trước thì nó sẽ nhún cái xe. Đấy, không có bị giật tay lái ngược trở về lại cơ thể mình các bác ạ. Đấy, đây các bác nhìn đồng hồ của nó. Đấy, con này là nguyên zin hết nhá, em chẳng có thay cái gì cả. Đấy, bây giờ các bác để ý thấy là bây giờ đang mới có 262 km thôi, còn lúc em mua về 147 hay 145 km gì đó em nhớ mang máng.
đó, thì là con này nó mới chạy, con này nó mới chạy đâu đó lúc mới về là hơn 100 km, nên tất cả những cái gai lốp gai nước của nó là còn nguyên si, đèn nước còn nguyên si hết. Có điều hàng bãi thì nó vận chuyển về nó có xuất sát thì nó có các bác ạ. Đấy, đường em tập dục rất là đẹp các nhá, hôm nay rất là đẹp trời. Đấy, hơi âm mưu một chút xíu thôi, nhưng mà hơi nhẹ thôi bác nhá, có mây thôi chứ không phải là quá âm mưu. Đấy, thời tiết này thì tập dục ok. Rồi em sẽ đứng xuống, em sẽ quay các bác một vòng con xe đạp của em các bác ơi. Rồi, em sẽ đi sang bên này là trống này, em sẽ quay cho các bác. Ok nhá. Đó, bác gì có cái mảnh đất ở đây cho nó rộng các bác ơi. Để chứa đồ Nhật các bác ạ. Chứ ở thì cũng chẳng hết bao nhiêu. Đấy, có cái mảnh đất ở đây thì có vẻ ngon. Đường xá nó rộng. Đấy, nó có mặt vỉa hè ấy, mình có thể để đồ thoải mái. Đây các bác, cho nhìn con xe. Đấy, tổng quan của con xe này các bác nhé. Tất cả nó đều là sơn zin nguyên bản từ A tới Z, không có dặm tốt lại các bác nhé. Những cái vết mà vận chuyển về thì đây là không thể tránh khỏi nhé, tại vì hàng bãi, tại vì người ta vận chuyển trần cái xe thôi chứ người ta không có bọc lót gì cả. Đấy, nên là có một số những vết chày. Đấy, em muốn để nguyên nhé, em cũng không có đụng gì tới nó luôn. Còn các bác mà muốn nó sạch đẹp thì các bác có thể chấm sơn nhỏ vào đây. Đấy, con này có cả đèn đằng phía sau này. Đấy, đây là pin của nó đây. Con này pin thì đang còn 2 vạch nữa, tại vì em ít chạy lắm, cứ để thì lâu lâu lôi ra đạp một chút xíu thôi chứ không có sử dụng quá nhiều. Đấy, cái này thì em cũng phải xiêng chút xíu để chạy dậy để đấy đạp xe. Đây là thắng của nó. Đấy, con này thì bác nhìn những cái tay biên. Đấy, tay cầm nó còn rất là mới nhá. Các bác nhìn cái dàn nốt của nó như thế này là các bác đều hiểu là cái xe nó chạy ít như thế nào rồi bác. Đó, bộ đùm của Lexus nhá, Shimano Lexus, nóc máy mới tinh luôn, một con xe cho lực hàng cao cấp của Yamaha này. Van nó vẫn đang xài van zin của nó nhá, chưa thay, tại vì là thay rồi ấy, thì là cái van của nó sẽ là van thường. Cái van này chỉ có lỗ địa Nhật mới dùng thôi, bây giờ các bác muốn thay van này cũng chẳng có đâu. Thì khi thay xăm ấy thì là người ta sẽ thay cái van xe máy rồi. Đây em sẽ cho các bác coi nhá. Đây chuông này, con này nó có 8 số nhá, 1 cho tới 8. Thì ở trên đây nó có 3 tốc độ. Đấy, đây các bác, đây là mở nguồn đây, và các bác sẽ bấm vào đây để mình kiểm tra. Đấy, kiểm tra này, cái mức thấp nhất này để xem con xe này đi được bao nhiêu km nữa các bác nhé. Đây, đó, mức thấp nhất của nó sẽ chạy được 36 km nhé. Đấy, mức trung bình là chạy được 28 km, mức cao nhất là chạy được 24 km. Thì để xem phần trăm pin của nó còn bao nhiêu. Đấy, 49% pin các bác nhé, 49% pin. Đó là mình đã đủ hiểu là con xe này nó chạy được bao nhiêu km rồi. Đấy, này, đấy, thấp nhất là 36 km. Còn nếu mà chạy đến mức cao nhất, nếu mà pin đầy, đấy, pin giờ còn có 2 vạch thôi, thì bác có thể chạy lên đến tốc độ và cái thời gian mà cái số km đi được, thì con này chạy ở mức thấp nhất là chạy được cả đến 70 km, hơn 70 km. Ốc của nó bắt toàn ốc chống dỉ nhá, riêng dòng này nó bắt ốc tốt thôi. Đấy, ốc rất đẹp nhá. Đấy, tổng quan của con xe zin nguyên bản rất là đẹp các bác. Quay các bác coi. Đó, một con xe đạp trợ lực của hãng Yamaha. Xe này chị em phụ nữ đi cũng được hết bác nhá. Thì cũng phải là 1m6 trở lên thì đi xe này nó mới hợp. Nhưng còn dưới 1m6 thì đi xe này thì cũng được các bác, nhưng mình chỉ hạ yên nó xuống thôi. Trên 1m6 đi thì nó đẹp, như em là 1m65 thì em đi như vậy thì nó hợp lý hơn. Đấy, cái này yên mình cũng để nó quá thấp mà, nó để mức độ trung bình. Đấy, còn cái này thì các bác sử dụng 1m7 các bác đi bình thường các bác nhá, không vấn đề gì. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, em sẽ nhấn cho các bác. Đây, ví dụ em đạp lên. Đây, em sẽ thử chức năng trợ lực cho các bác nhá. Đó, đây em ở mức thấp nhất này.
thấp nhất ấy, thì các bác khi nhấn chân xuống thì nó sẽ đi ở mức độ như thế này thôi. Đó, thì gần như tất cả những cái chướng ngại vật ấy ở trên đường ấy, nó hoặc là vướng đường mình, hoặc là các bác lao lên vỉa hè, hoặc là mình lao lên một cái vật cản ở phía trước ấy. Đấy, ví dụ như thế này các bác ạ, hoặc là mình dừng chân ạ. Đấy, bây giờ em sẽ lao lên cái chỗ vị trí này nhá. Đấy, các bác coi này. Đó. Đấy, thay vì bình thường thì các bác sẽ bị nặng chân đúng không? Còn cái này các bác đạp phát, nhấn phát nó đi ngay. Đấy, ok. Đó. Bác đi vào những cái đường xấu ấy, thì lúc đó bác mới cảm nhận được con xe này nó hiệu năng của nó như thế nào. Hoặc là mình đi đang đi nhanh mà tự nhiên mình phải dừng lại giống như xe máy đó. Đấy là phải về số thì mới đi được, chứ còn để nguyên như vậy nó sẽ không đi được. Thì cái này nó cũng tương tự như thế nhá. Đấy, mình sẽ đạp xuống. Còn khi các bác neo dốc thì các bác sẽ để về số 1 cho em nhé, số 1, số 2. Đấy, thì mình neo dốc đó là mình sẽ bấm, mình bấm xả nhé. Con này nó có tay bấm xả. Đấy, xả đây này. Đó, bấm tới là xả này. Đấy, con này rất là hay. Đấy, chứ không phải là tay bấm bận nhé, tay bấm xả. Đấy, xe này cực kỳ đẹp. Bác nào quan tâm thì alo cho em các nhé. Thì những cái dòng xe mà xịn, benzin, đấy, nước đấy, nguyên bản thì đương nhiên nó không có rẻ các bác ạ. Đấy, thì tiền nào thì video với vải đấy thôi. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của em nhé. Em Mi số 1 này, như bác bảo có mệt không, em lo cho bác, nó vẫn mệt như thường nhé. Đấy, mệt thở dốc luôn đấy, không phải mệt bình thường đâu các bác ạ. Ok, thank you các bác ạ.